xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh CryptoCoin. Trong video hôm nay mình xin hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Testnet đến từ dự án Genix. Đây là một dự án chạy trên mạng blockchain Kubechain, một blockchain đang hot hiện nay. Về để tham gia về sự kiện Testnet đến từ dự án này, yêu cầu anh em phải sử dụng cho mình đó là ví MetaMask. Và anh em phải tích hợp mạng Kubechain Testnet vào ví MetaMask của mình. Và đây là thông tin mạng Kubechain Testnet. Ngoài ra thì nếu anh em nào chưa tham gia nhóm CryptoCoin Channel thì anh em hãy tham gia vào để cập nhật sớm nhất những dự án mà mình không chia sẻ trong kênh. Ngoài ra thì có những dự án mà để phân phối đồng coin về ví của anh em thì mình xin thông báo cho anh em biết trong nhóm Telegram. Về hiện nay trong nhóm Telegram của mình đang có một sự kiện Testnet cực kỳ hot, đó là Odeli Network. Về dự án này chạy trên Vinea, anh em phải sử dụng Vinea để tham gia sự kiện này. Nên anh em phải tranh thủ tham gia nhóm CryptoCoin Channel để cập nhật sớm nhất. Rồi quay trở lại với video hôm nay, đó là dự án Genix. Rồi sau khi là anh em tích hợp mạng Kubechain Testnet về ví MetaMask của mình, anh em click vào link forecast. Rồi anh em tiến hành forecast cái đồng Kube để làm phí gas giao dịch. Đây là đồng phí gas giao dịch. Rồi anh em tiến hành dán địa chỉ ví Testnet của mình vào đây. Sau đó anh em click vào mục CRC20. Tại mục này anh em lựa chọn cho mình đồng đó là WBTC. Vì sao mình phải lựa chọn đồng này, tí nữa mình sẽ nói cho anh em biết vì sao mình lựa chọn đồng này. Rồi anh em tiến hành copy địa chỉ ví, rồi dán vào, rồi forget. Tiếp theo anh em click vào link Testnet để tiến hành làm nhiệm vụ. Rồi sau khi click vào, anh em tiến hành connect địa chỉ ví MetaMask của mình. Rồi đây là thông tin chi tiết sự kiện này. Nhiệm vụ của sự kiện này cũng khá là đơn giản, nhưng nó sẽ có một cái chỗ làm khó anh em. Rồi đây là phần nhiệm vụ của dự án. Rồi nhiệm vụ của dự án này là anh em chỉ việc deposit và borrow. Về yêu cầu anh em phải là trên 10.000 USD. Vì lý do vì sao mình lựa chọn cái đồng WBTC, vì đồng này đang có giá trị rất là cao, để anh em có thể làm sự kiện Testnet này nhanh hơn. Rồi anh em tiến hành deposit. Sau khi forecast thì anh em chỉ nhận được là khoảng là 0.5 cái đồng WBTC, giờ tương ứng với giá trị là khoảng gần 3.000 đô. Thì với giá trị này thì anh em phải thực hiện rất là nhiều lệnh để trên 10.000 đô để nhận được Testnet, để hoàn thành được Testnet. Thì nên anh mình khuyến khích anh em là phải sử dụng VPN để anh em có thể forecast nhiều lần cái đồng token WBTC này. Rồi hiện tại trên ví của mình đang có là khoảng 3.5, với giá trị của nó là 20.000 đô. Vậy là mình đã đủ hơn rất nhiều so với giá mà dự kiến đặt ra. Rồi anh em tiến hành deposit. Nên lý do vì sao mình lựa chọn đồng này, về anh khuyến khích anh em nên sử dụng VPN để tiến hành forecast rất nhiều đồng để làm hoàn thành nhiệm vụ rất là nhanh. Rồi sau khi deposit xong, anh em tiến hành làm cho mình một lệnh, đó là lệnh withdraw. Rồi anh em lựa chọn cho mình là khoảng 0.1. Rồi cái nhiệm vụ này đầu tiên là mình đã xong. Tiếp theo là nhiệm vụ là borrow và repay. Rồi hiện tại withhold của mình đang gặp lỗi thì mình xin withhold lại.
Rồi cái lỗi này thì anh em nên chụp màn hình lại để tí nữa mình report. Giao dịch đã thành công. Lúc nãy mình chưa chụp được màn hình. Cái này thì tí nữa mình sẽ tốt, mình sẽ nói sau. Rồi. Rồi sau đó anh em về một profile, tại mục này anh em tiến hành claim. Rồi anh em tiến hành confirm. Rồi anh em mở chế độ enable. Anh em click vào đây. Enable thành công, Calam hơi khó Calam được. Rồi anh em tiến hành Borrow. Anh em tiến hành chọn mắt. Rồi Borrow. Trước khi Borrow thì anh em nên mở chế độ là Enable. Vẫn rồi. Rồi mình sẽ thay đổi giá trị coi thử ra sao. Còn trên 2 đây. Vẫn là trên 11.000 đô. Rồi, lỗi xảy ra liên tục thì tí nữa mình sẽ report. Rồi, sau khi borrow thì anh em tiến hành lựa chọn cho mình rebuy. Rebuy thì anh em rebuy tầm khoảng 25-50% là ok. Vậy đây mình đã hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Tinet đến từ dự án Zenith. Để không tốn thời gian của anh em thì mình sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo với những dự án kiếm tiền tiềm năng.